Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm dự án máy đo tốc độ ô tô tự động sử dụng Arduino. Nếu thấy hay thì cho mình một like và một subscribe, chia sẻ clip cho mọi người cùng làm nhé. 1. Arduino. 2. Cảm biến hồng ngoại. 3. Màn hình LCD. 4. Mo cắm. 5. Dây cắm. 6. Cắp USB. Kết nối cảm biến IR với Arduino. Pin 1 kết nối chân 11. Pin 2 kết nối chân 12. Chân VCC kết nối 5V. Chân GND kết nối GND của Arduino. Kết nối LCD với Arduino. XL kết nối chân A5. SDA kết nối chân A4. Chân VCC kết nối 5V. Chân GND kết nối GND của Arduino. Sơ đồ kết nối. Nạp cốt vào mạch. Nhớ đăng ký kênh và bấm theo dõi để xem những clip mới nhất.